Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sela. Chương trình tối nay thứ tư ngày 23 tháng 12, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2021. Ban Tuyên giáo Trung ương tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các cơ quan đơn vị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 23 tháng 12, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021-2025 theo hình thức truyền hình trực tuyến tại 64 điểm cầu trên toàn quốc đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị cùng dự có đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương cùng các đồng chí ủy viên ban chấp hành trung ương đảng lãnh đạo một số bộ ngành trung ương tại điểm cầu tỉnh sơn la tham dự hội nghị có đồng chí lê hồng minh phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh theo báo cáo của Bộ Tư pháp, năm 2020, Bộ Ngành Tư pháp đã tham mưu cho các cơ quan có thẩm quyền trình Quốc hội thông qua 17 luật, nâng số luật pháp lệnh, nghị quyết do chính phủ trình và được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua cả nhiệm kỳ là 112 văn bản. Các bộ, ngành, trình chính, chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 968 văn bản. Năm 2020, Bộ Tư pháp và Tổ chức Pháp chế các bộ ngành đã kiểm tra theo thẩm quyền gần 5.400 văn bản, tập trung giả soát được hơn 32.000 văn bản quy phạm pháp luật. Các cơ quan thi hành án dân sự đã thi hành được trên 53.000 tỷ đồng, tăng gần 1.000 tỷ đồng so với năm 2019. Cũng trong giai đoạn 2016-2020, có trên 14 triệu thông tin cá nhân được chia sẻ cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cùng nhiều nội dung liên quan khác. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả mà ngành tư pháp đã đạt được trong thời gian qua, đề nghị ngành tư pháp cần tập trung triển khai các nhiệm vụ giải pháp để xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao chất lượng thi hành pháp luật bảo đảm hệ thống pháp luật việt nam thống nhất đồng bộ khả thi công khai minh bạch ổn định có hiệu lực hiệu quả cao có sức cạnh tranh quốc tế đổi mới và cải cách mạnh mẽ hơn nữa nâng cao chất lượng các dịch vụ công trong lĩnh vực hành chính tư pháp trong đó tập trung vào các lĩnh vực như hộ tịch quốc tịch chứng thực lý lịch tư pháp bồi thường nhà nước hình thành được mạng lưới dịch vụ pháp lý rộng khắp, thuận tiện, tin cậy cho người dân, doanh nghiệp. Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, cần tăng cường đấu tranh phản bác lại các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Đây là yêu cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương tại hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 12 được tổ chức vào sáng ngày 23 tháng 12. Tại hội nghị lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thông tin chuyên đề Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số đảm bảo điện cho giai đoạn 2021-2025. Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin chuyên đề tổng quan tình hình kinh tế xã hội Việt Nam năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin ngắn kết quả hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương khóa 12, tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2020. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Văn Thủy đề nghị báo cáo viên các cấp tiếp tục tập trung tổ chức thực hiện tốt việc tuyên truyền phục vụ đại hội 13 của Đảng. Trong đó, tập trung nêu bật những thành tích nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, nhất là kế hoạch 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội 12 của Đảng. Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền làm nổi bật tình cảm của các tầng lớp nhân dân trong cả nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Đảng, về đại hội 13 của Đảng, tăng cường tham gia tuyên truyền, tham gia phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, khơi dậy và củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong xã hội trước thềm đại hội 13 các cơ quan tập trung tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu cử Quốc hội Việt Nam mùng 6 tháng 1 năm 1946, tuyên truyền năm ASEAN của Việt Nam, kết luận 70 về tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương năm khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, tuyên truyền kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2020, mục tiêu và nhiệm vụ năm 2021. Để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, sáng nay, ngày 23 tháng 12, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tại hơn 700 điểm cầu. Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Sơn La, đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị cũng được truyền trực tuyến đến 215 điểm cầu tuyến huyện xã trên địa bàn tỉnh Sơn La. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Việt Nam phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 như hiện nay để ngăn chặn dịch xâm nhập và bùng phát. Tuy nhiên, về lâu dài, các bệnh truyền nhiễm như COVID-19, vaccine vẫn là giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu kép, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường. Hiện nay, ước khoảng trên 70% dân số phải tiêm vaccine phòng bệnh. Các vaccine phòng COVID-19 đang nghiên cứu được chỉ định cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên số người ước khoảng 75 triệu người, tương ứng với khoảng 150 triệu liều vaccine. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh bốn nội dung các địa phương phải đôn đốc triển khai từ nay đến cuối năm. Với ban chỉ đạo các địa phương có đường biên giới, cần quan tâm ngăn chặn ca xâm nhập trái phép vào Việt Nam, tăng cường triệt để trong quản lý cách ly người nhập cảnh hợp pháp với các trường hợp theo yêu cầu của chính phủ được phép cách ly tại nhà, gồm ngoại giao, công vụ, chuyên gia, nhà đầu tư, thì chỉ được cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú đủ điều kiện sau khi địa phương kiểm tra, các địa phương chỉ đạo quan tâm đầu tư, tăng cường năng lực xét nghiệm, đẩy mạnh giám sát, xét nghiệm các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ. Cùng với đó, phải chuẩn bị cho tình huống xấu, tăng cường chuẩn bị tập huấn cho nhân viên y tế, lên kế hoạch, chuẩn bị lấy mẫu diện rộng, tăng cường xét nghiệm, bảo đảm cơ sở điều trị trong trường hợp có COVID-19. Với cơ sở y tế từ nay đến cuối năm cần đặt đây là ưu tiên trọng tâm, đưa công tác phòng chống dịch lên mức cao nhất. Chiều ngày 23 tháng 12, đồng chí Đỗ Tấn Kiết, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại tỉnh Sơ La. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí đại diện lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, trao đổi thông tin về tình hình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn của hai tỉnh. Tại buổi làm việc, tỉnh Sơn La đã thông tin với đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, trong đó có một số chương trình nổi bật như xây dựng nông thôn mới, mỗi xã một sản phẩm, mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hình thành và phát triển các vùng sản xuất tập trung gắn với tiêu thụ sản phẩm. Giới thiệu với tỉnh bạn về những sản phẩm mang tính đặc hữu vùng miền của Sơn La, khá phong phú về chủng loại, gồm 5 nhóm chính: thực phẩm, đồ uống, thảo dược, lưu niệm, dịch vụ và du lịch nông thôn đại diện lãnh đạo hai tỉnh đã chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện về chương trình đang triển khai ở mỗi tỉnh đồng thời mong muốn trong thời gian tới hai tỉnh tiếp tục thông tin chia sẻ những kinh nghiệm về lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội những cách làm hay để triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chương trình mỗi xã một sản phẩm và chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc cũng trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La, đoàn công tác của tỉnh An Giang đã đi tham quan học hỏi kinh nghiệm một số mô hình trồng cây ăn quả của huyện Mai Sơn. Năm 2020 vượt qua những khó khăn thách thức cũng như là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, doanh thu của ngành bưu điện tỉnh Sơn La vẫn có bước tăng trưởng dương với trên 162 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch, doanh thu lương đạt 80,7 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2019. Đó là những kết quả nổi bật tại hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 của Bưu điện tỉnh Sơn La. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đại diện Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cùng các lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Năm 2020, Bưu điện tỉnh Sơn La đã tích cực đổi mới, đa dạng hóa các hình thức triển khai các nhóm dịch vụ trong chuyển phát thương mại điện tử, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ chuyển phát trong lĩnh vực hành chính công, trong năm bưu điện tỉnh còn củng cố mạng lưới bưu chính công cộng, ứng dụng phần mềm, công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh, góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thủy đánh giá cao kết quả đổi mới, chủ động khai thác lợi thế mạng lưới phục vụ của bưu điện tỉnh trong năm 2020. Đồng chí đề nghị năm 2021, bưu điện tỉnh cần chú trọng bảo đảm chỉ tiêu kinh doanh gắn với việc duy trì bưu chính công cộng, cung cấp dịch vụ bưu chính công ích, tiếp tục nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ thực hiện tốt chăm sóc khách hàng, đẩy mạnh phát triển nhanh về bưu chính, đáp ứng chuyển phát, phát triển thị trường thương mại điện tử. Từ những kết quả đạt được, bưu điện tỉnh Sơn La đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Bộ Thông tin và Truyền thông tặng cờ thi đua cho bưu điện tỉnh Sơn La đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020. Ngày 23 tháng 12, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử tại huyện Mai Sơn đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Trường Mung sau kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14 và Hội đồng nhân dân huyện Mai Sơn khóa 20. Tại cuộc tiếp xúc cử tri xã Trường Mung đã nêu ý kiến phản ánh kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền hỗ trợ xã trong việc triển khai các chương trình dự án bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống thu gom xử lý chất thải cải thiện môi trường, hỗ trợ kinh phí xử lý các nguồn bị ô nhiễm môi trường, chính sách hỗ trợ các đối tượng lao động tự do. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước cổng trường tiểu học và trường cơ sở Trường Mung những khó khăn vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Những ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của huyện Mai Sơn và xã Trường Mung giải đáp cũng như tiếp thu những ý kiến vượt thẩm quyền để gửi các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định. Nhưng năm qua, huyện ủy Sốp Cộp đã tập trung lãnh đạo đẩy mạnh công tác phát triển đảng ở các bản vùng sâu, vùng xa, vùng cao để không còn những bản trắng đảng viên. Đảng bộ huyện Sốp Cộp đã ban hành nghị quyết về công tác phát triển đảng ở bản chưa có đảng viên và tổ chức đảng. Đồng thời, đảng bộ huyện triển khai nhiều giải pháp phát huy vai trò của cán bộ, bộ đội biên phòng, chỉ đạo đảng ủy các xã, phân công cán bộ phụ trách bản, vận động, bồi dưỡng quần chúng tích cực, tạo nguồn phát triển đảng xác định nguồn phát triển đảng trước hết là trưởng bản, trưởng các đoàn thể, dân quân thường trực, lực lượng dân quân dự bị động viên và lực lượng thanh niên đủ tiêu chuẩn, thực sự gương mẫu tiêu biểu được phát hiện qua các phong trào thi đua trong lao động sản xuất để giới thiệu kết nạp đảng. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện Sóc Cộp đã kết nạp được 746 đảng viên, trong đó kết nạp 3 quần chúng ở hai bản chưa có đảng viên. Đến nay, 100% bản trong toàn huyện đều đã có chi bộ độc lập, 100% chi bộ bản có đảng viên là người sở tại. Ngày 23 tháng 12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết chỉ thị về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị của quân khu, đã bám sát thực tiễn, tổ chức triển khai toàn diện trên các mặt công tác, tham mưu xây dựng nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020 ban hành nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, tổ chức tốt lớp bồi dưỡng lý luận cho đảng viên mới và lớp đối tượng kết nạp đảng, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ quân sự tỉnh, thực hiện tốt công tác dân vận và dân tộc tôn giáo, phát huy dân chủ tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, tăng cường đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế, thực hiện tốt chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, chính sách người có công Năm 2021, tiếp tục quán triệt triển khai đồng bộ, có chiều sâu và thực hiện nghiêm các nghị quyết chỉ thị của Đảng, nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương và công tác xây dựng Đảng bộ, tập trung triển khai có hiệu quả các mục tiêu chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 22 tháng 12 Đoàn Giám sát của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức giám sát tình hình kết quả triển khai thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Sơn Lan. Tại buổi làm việc, Ủy ban Nhân dân thành phố đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn trong giai đoạn 2016-2020. Thành phố chưa ghi nhận trường hợp tranh chấp giữa người tiêu dùng và các tổ chức kinh doanh hàng hóa dịch vụ lực lượng quản lý thị trường trên địa bàn thành phố đã tiếp nhận và giải quyết 105 ý kiến, thông tin phản ánh của người tiêu dùng. Công tác kiểm tra kiểm soát phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng, chống đầu cơ găm hàng tại các chợ đã được lực lượng quản lý thị trường kiểm tra tại 965 cơ sở sản xuất kinh doanh lĩnh vực an toàn thực phẩm, phát hiện và xử lý 126 đơn vị vi phạm và quyết định xử phạt hành chính với số tiền trên 257 triệu đồng. Qua kiểm tra thực tế tại một số chợ trên địa bàn thành phố, Đoàn giám sát đã lưu ý thành phố cần khắc phục như kiện toàn được ban chỉ đạo 389 tổ hòa giải, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đối với các tổ chức cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh và đối với người tiêu dùng, tăng cường xã hội hóa quản lý sử dụng tài sản của nhà nước, tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh thương mại ở các chợ trên địa bàn, đặc biệt quan tâm kiểm tra kiểm soát hàng hóa kinh doanh thương mại phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sắp tới. Chiều ngày 23 tháng 12, Sở Tư pháp Sơn La đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2020 và định hướng nhiệm kỳ 2021-2025 và nhiệm vụ giải pháp công tác tư pháp năm 2021. Trong nhiệm kỳ 2016-2020, hệ thống tư pháp cả ba cấp được kiện toàn theo tinh thần thông tư liên tịch số 23 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tư pháp, Công tác quản lý, xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật được quan tâm, chỉ đạo thực hiện, đạt kết quả tốt. Năm năm qua, ngành tư pháp Sơn La đã tiếp nhận và thẩm định được 501 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, tham gia ý kiến vào 77 dự thảo văn bản của Trung ương và 520 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của địa phương. Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện đã tổ chức được gần 38.000 cuộc tuyên truyền với hơn 2 triệu 620.000 lượt người nghe trong đó, năm 2020 đã tổ chức được gần 7.000 cuộc với trên 712.000 lượt người nghe, thực hiện được gần 4 triệu 300.000 việc chứng thực hợp đồng, giao dịch, chữ ký và các văn bản thỏa thuận khác. Trong năm 2021, ngành tư pháp Sơn La đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm và 7 giải pháp chủ yếu để thực hiện tốt công tác tư pháp. Trong đó, ngành tư pháp Sơn La sẽ tăng cường phối hợp với các sở ban ngành và cấp ủy chính quyền cơ sở trong việc triển khai thực hiện công tác tư pháp tại địa phương, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động quản lý chỉ đạo điều hành có hiệu quả hơn. Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021-2030 và đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chỉ đạo các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, các đề án dự án để hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021-2030. Theo đó, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ của các cấp các ngành gắn với mục tiêu chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của tỉnh giai đoạn 2020-2025. Sở Khoa học và Công nghệ được giao là đầu mối tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chương trình hướng dẫn tổng hợp, tham mưu đề xuất ban hành kế hoạch thực hiện giai đoạn tiếp theo gắn chương trình nâng cao năng suất với chất lượng, với đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025. Theo quyết định số 884 của Thủ tướng Chính phủ, đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo nghị quyết 88/2019 của Quốc hội tập trung hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng thực hành nông nghiệp tốt gáp, thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh, áp dụng tiêu chuẩn công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, môi trường tập trung hỗ trợ doanh nghiệp theo các nội dung tại quyết định số 100 2019 của Thủ tướng Chính phủ về đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc. Ứng ừ, dụng dịch vụ thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên nền tảng thiết bị di động với tên gọi là VSSID. Bảo hiểm xã hội số đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam chính thức công bố ngày 16 tháng 11 năm 2020. Khi cài đặt ứng dụng này, người dân có thể tra thông tin quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, lịch sử khám chữa bệnh và ứng dụng này đang được Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La bắt đầu tổ chức tuyên truyền hướng dẫn hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đăng ký cài đặt và sử dụng ứng dụng đảm bảo đúng tiến độ để phục vụ nhân dân tốt hơn, bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khai cài đặt sử dụng ứng dụng VSSID đến 100% công chức viên chức và người lao động trong toàn ngành. Đồng thời triển khai cài đặt, hướng dẫn các đại lý thu, cán bộ làm công tác bảo hiểm xã hội tại các đơn vị doanh nghiệp phấn đấu hoàn thành trước ngày 31 tháng 3 năm 2021. Qua được bảo hiểm xã hội tỉnh cài đặt hướng dẫn cài đặt ứng dụng VSSID. À, bản thân tôi thấy à, cái cài đặt ứng dụng VSSID này rất điện ích cho bản thân tôi tôi có thể tra được quá trình tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế và và minh bạch hóa thông tin. Để tạo sự thống nhất trong triển khai bảo hiểm xã hội tỉnh đã tham mưu đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền tới công chức viên chức và người lao động cài đặt sử dụng ứng dụng VSSID khi sử dụng ứng dụng này sẽ thúc đẩy giao dịch điện tử nhiều hơn, thuận lợi cho cả cơ quan bảo hiểm xã hội và người tham gia, thụ hưởng, đảm bảo sự nhanh chóng, chính xác, minh bạch, công bằng. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện theo sự chỉ đạo của Chính phủ, từ 0 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2020 tới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đối với trạm phát chính và trạm phát lại tại 15 tỉnh, nhóm 4, trong đó có tỉnh Sơn Lan. 15 tỉnh nhóm 4 gồm Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình, Con Tum, Gia Lai, Đắk Lắc, Đắk Nông và Sơn La sẽ ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất và chuyển đổi sang phát sóng truyền hình số mặt đất trước ngày 28 tháng 12 năm 2020. Để đảm bảo kế hoạch số hóa theo yêu cầu, thời gian qua tỉnh Sơn La đã tăng cường thông tin tuyên truyền về đề án số hóa truyền hình trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hệ thống truyền thanh cơ sở để người dân nắm bắt được lộ trình chuyển đổi truyền hình số của chính phủ. Các huyện thành phố phối hợp với các nhà thầu triển khai việc hỗ trợ đầu thu truyền hình số trên địa bàn, bảo đảm đúng tiến độ, hỗ trợ đúng đối tượng và sử dụng hiệu quả. Đài phát thanh truyền hình tỉnh triển khai thiết bị phát sóng truyền hình số mặt đất trên địa bàn. Như vậy, sau thời điểm 0 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2020 tới đây, các trạm phát sóng truyền hình tương tự mặt đất sẽ ngưng phát sóng và chỉ phát đi bảng thông báo về việc ngưng phát sóng và thông tin hướng dẫn người xem truyền hình chuyển sang thu xem truyền hình số phù hợp theo từng địa bàn để các hộ gia đình còn lại nắm được thông tin và chuyển đổi sang thu xem truyền hình số mặt đất. Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn công an các địa phương quy trình thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, làm sạch dữ liệu dân cư cho lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội toàn quốc. Tại buổi tập huấn, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội hướng dẫn về việc triển khai hệ thống máy móc thiết bị thuộc dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân. Quy trình thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân. Theo dự kiến, từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 sẽ tiến hành thu nhận hồ sơ căn cước công dân tại Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội. Trước mắt ưu tiên các đồng chí lão thành cách mạng, đại biểu dự đại hội 13 của Đảng và sau đó sẽ triển khai xuống công an các huyện. Thưa quý vị và các bạn, không khí chào đón Giáng sinh đã tràn ngập trên khắp các tuyến đường của trung tâm thành phố Sơn La. Những món quà tặng trong ngày lễ Giáng sinh đã trở thành một phần không thể thiếu, thể hiện tình cảm yêu thương dành cho nhau, nhất là trong giới trẻ. Thưa quý vị, tại thành phố Sơn La thì không khí Giáng sinh không được nhộn nhịp như các thành phố lớn. Thế nhưng tại các cửa hàng thì cũng đã bày bán những quà tặng lưu niệm như thế này dịp giáng sinh năm nay, bạn trẻ Hà Thị Trang Nhung ở tổ 2, phường Trình Sinh, thành phố Sơn La tranh thủ thời gian đi chọn mua quà giáng sinh để tặng cho bạn bè và người thân. Và mỗi dịp giáng sinh thì em cũng có đi qua các cửa hàng lưu niệm khác. À, theo em thấy thì thị trường thì quà tặng năm nay cũng khá là ít và sơ sài. À, nhưng mà em thì đã um, chọn cho mình bạn bè và người thân được những món quà rất là ý nghĩa. Phần lớn tại các cửa hàng bán đồ lưu niệm trên địa bàn thành phố Sơn La đã bày bán một số sản phẩm trang trí cho lễ Giáng sinh như cây thông, dây kim tuyến, gấu bông ông già Noel. Ngoài đồ trang trí, các món quà nhỏ nhắn như bờm hình sừng tuần lộc, cặp tóc hình mũ Noel, thiệp Giáng sinh cũng được bày bán rất nhiều với đủ hình dạng, màu sắc, chủng loại giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn mua được món đồ ưng ý. Và em thường đến những quán bán đồ lưu niệm để mua những đồ trang trí và những món quà nhỏ về trang trí ở gia đình và cũng có thể làm dùng để tặng cho người thân bạn bè. Theo các chủ cửa hàng bán đồ lưu niệm, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 mà giá hầu hết các mặt hàng phục vụ cho lễ Giáng sinh không tăng so với năm ngoái như cây thông Noel có giá dao động từ 100.000 đồng đến 1 triệu đồng một cây, tùy chiều cao và kiểu cách trang trí. Các loại dây kim tuyến đủ màu sắc giá 8.000 đến 25.000 đồng một dây. Các cặp chuông 50 đến 200.000 đồng một cặp, tùy từng kích cỡ. Bên cạnh đó, những món quà nhỏ như kẹp tóc, móc treo hình ông già Noel có giá từ 20.000 đến 50.000 đồng. Noel năm nay thì lại hơi đặc biệt hơn, đó là do ảnh hưởng của Covid thế nên là uh, sức mua sắm của người dân cũng giảm rất là nhiều và cũng để giãn cách xã hội đảm bảo cái sự an toàn trong cái dịch bệnh ấy, thì uh, những cái sự kiện lớn cũng hóa lại nhiều thế nên sức mua giảm đi nên cửa hàng cũng chỉ uh, gọi là bán nhưng mà để có hương sắc của Noel thôi hy vọng với thị trường quà tặng khá phong phú người dân có thể lựa chọn được những món quà đẹp ý nghĩa để dành tặng cho người thân trong dịp lễ Giáng sinh năm nay Ngày 22 tháng 12, trường tiểu học và trung học cơ sở 14 tháng 6 huyện Mộc Châu tổ chức chương trình ngoại khóa với chủ đề xây dựng nét đẹp văn hóa con người Mộc Châu và hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIVS năm 2020. Buổi ngoại khóa được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa, các học sinh biểu diễn các tác phẩm phản ánh cách giao tiếp ứng xử với thầy cô bạn bè trong trường học, trong gia đình và xã hội. Khi tham gia giao thông, tại các điểm tham quan du lịch, lên án các hành vi vi phạm pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội HDVS với lối diễn xuất tự nhiên, truyền cảm thu hút đông đảo người xem, tạo được ấn tượng mạnh đến các học sinh. Thông qua ngoại khóa nhằm định hướng điều chỉnh lời nói hành vi thái độ của cán bộ giáo viên và học sinh trong nhà trường, từng bước xây dựng hình thành ý thức tự giác tuân thủ các quy định của pháp luật, nội quy, quy tắc chung của cộng đồng. Liên đoàn động huyện Bắc Yên đã tổ chức trao nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Làng Chiếu. Đoàn viên công đoàn Phàng A Củ hiện là chủ tịch hội cựu chiến binh xã Làng Chếu, cư trú tại bản Háng Cao, thuộc diện khó khăn chưa có điều kiện làm nhà ở. Với số tiền hỗ trợ là 20 triệu đồng từ nguồn đóng góp do Liên đoàn Lao động huyện Bắc Yên phát động, cùng với sự hỗ trợ của người thân và bà con trong bản, gia đình đoàn viên Phàng A Củ đã làm được một ngôi nhà khang trang ba gian rộng 70 mét vuông. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đã góp phần giúp cho gia đình anh Phàng A Củ có nơi ở ổn định, yên tâm công tác, lao động sản xuất. Sau một tuần triển khai thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu, tình hình trật tự an toàn giao thông có những chuyển biến tích cực, ý thức tự giác chấp hành luật giao thông đường bộ của người tham gia giao thông đã được nâng lên, tai nạn giao thông được kéo giảm. Cụ thể trên lĩnh vực giao thông đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tập trung lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, tập trung vào kiểm soát đối với các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, Ma túy, chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường làn đường, tránh vượt dừng đỗ không đúng quy định, chở hàng quá tải quá khổ, quá số người quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, không nhường đường cho xe ưu tiên, không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe không hợp lệ, xe hết niên hạn sử dụng, quá niên hạn kiểm định. Xe ô tô chở khách, ô tô vận tải container và xe mô tô là những đối tượng tập trung kiểm soát xử lý. Đội 2 đã xây dựng kế hoạch Tập trung lực lượng, tập trung phương tiện với mức tối đa để tổ chức tuần tra kiểm soát, tổ chức tuyên truyền, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, đội 2 đã tập trung để xử lý nghiêm các cái lỗi. Một là lỗi điều khiển phương tiện trong cơ thể có chất ma túy, điều khiển phương tiện trong hơi thở có nồng độ cồn, rồi các cái lỗi vi phạm về tốc độ, vi phạm về phần đường." Theo số liệu thống kê, trong một tuần cao điểm gia quân, từ ngày 15 tháng 12 đến ngày 22 tháng 12 năm 2020, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã xử lý 34 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 43 trường hợp vi phạm về tốc độ, chở quá tải 14 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 79 trường hợp, không có giấy phép lái xe 14 trường hợp, một trường hợp sử dụng ma túy, phạt tiền nộp kho bạc nhà nước trên 370 triệu đồng. Bên cạnh đó, công tác phòng chống tội phạm đã được lực lượng cảnh sát giao thông chú trọng phối hợp với các lực lượng khác như phòng cảnh sát ma túy, cảnh sát hình sự bắt giữ 3 vụ, 3 đối tượng vận chuyển tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ trên 385 gram heroin, 7.906 viên ma túy tổng hợp, một xe máy, hai điện thoại di động, hai vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Để công tác tuần tra kiểm soát được cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và Tết Dương lịch Tết Nguyên đán 2021 đạt hiệu quả, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục kiểm tra, thường xuyên, liên tục và kiên quyết xử lý vi phạm, đồng thời tăng cường tuyên truyền trong đợt cao điểm này. Đợt cao điểm được tổ chức từ 8 giờ ngày 15 tháng 12 năm 2020. Trong quá trình thực hiện đợt cao điểm, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Sơn La sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt các quy định về trật tự an toàn giao thông, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm minh, triệt để các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục duy trì các tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn, ma túy và nghiêm túc thực hiện việc triển khai xử lý vi phạm theo tinh thần nghị định 100 2019 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Chương trình thời sự tối nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Ngay sau đây sẽ là bản tin dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết đêm 23 và sáng ngày 24 tháng 12 ở tỉnh Sơn La phổ biến ít mây, không mưa, trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi cao rét hại, đề phòng xảy ra băng giá và sương muối, ngày nắng, độ ẩm 50 đến 97%. Nhiệt độ Quỳnh Nhai 10 đến 23 độ. Thành phố Sơn La 7 đến 23 độ. Mường La 11 đến 26 độ. Mai Sơn 5 đến 23 độ. Yên Châu 8 đến 26 độ. Sông Mã 10 đến 25 độ. Bắc Yên 9 đến 22 độ. Phú Yên 10 đến 26 độ. Mộc Châu 8 đến 20 độ. Sóc Cộp 10 đến 25 độ. Vân Hồ 8 đến 20 độ. Thuận Châu 10 đến 23 độ.